Hôm nay anh Giáp mình sẽ làm một video để hướng dẫn chúng ta cái chế ngâm rưỡi của máy Canon 3003 bị gãy nhá các bạn nhá. Đây là cái ngâm rưỡi hiện tại chân ngâm vẫn còn nhưng mà ô ngâm đã bị gãy. Đấy các bạn nhìn thấy không? Ô ngâm đây thì mình sẽ cho các bạn hình dung như thế này. Đấy, đơn giản dễ tưởng tượng. Đây, ví dụ như mình bè cái que này nhá. Đây, mình nhét vào đây. Mình bè lên đây. Đấy là các bạn cứ tưởng tượng đây gọi là u ngam. Đấy, tạo thành một cái ngam. Đúng rồi. Nếu như không có cái ngam này thì cái vô nhựa này, cái ngam này đóng đây đây các bạn nhìn thấy chưa? Đây là chân ngam này. Khi đóng vào đây thì nó sẽ nằm theo chiều này. Thì nếu mà không có ngam thì nó lại tuột ra. Đây là điều đương nhiên. Đấy, không cần phải nói nhiều. Và hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn đấy, cách chỉ ngâm. Đơn giản, bằng bông người ta và một cái thép. Đây, đây là một cái thép này. Thép đấy, thép gì đấy? Thép gì cũng được. Nhưng mà thép chú cứng nhá, chất liệu cứng nhá, chứ đừng có thép mềm nhá. Đấy. Đây này, quay bông người ta này. Các bác, đầu tiên là cắt ngắn cái bông người ta, cắt. Đấy. Cả đang dùng bông người ta, đang dùng cái khác mà phải dùng bông người ta. Bởi vì cái bông ngoài tai là nó tiện, nó vừa với kích thước đấy luôn. Đấy. Đây. Từ đó nó chắc hơn chứ. Các bác á, đây, đầu tiên là so vào như thế này này. Nhìn này, điểm ngàm này. Ta đến là gọi là điểm gót ngàm này. Mình căn tinh này, đấy. Đừng có mà làm ngăn qua thì đóng vào nó sẽ bị gãy cuông ngàm nhá, làm cho nó vừa vặn luôn. Đấy, đây đấy, mình sẽ nâng ngàm đấy. Đây nâng góc ngàm đấy. Đây. Đây gọi là nâng góc ngàm đó. Đây. Mình được một cái góc ngàm như thế này. Đây, chính xác là nó như thế này đây. Đấy. Các bạn này nhìn thấy chưa? Đấy. Cái co kỹ thuật đó mình hay dùng để cố định thế này, mình đi đi vệ sinh. Đấy. Mình nhét vào đây. Đấy. Nhét cho chặt vào. Giờ hôm sau mở ra nó có bung ra không? Hay là giờ? Không bung gì đâu. Làm thế này thì nó hơi mất thời gian tí nhưng mà đợt cài thì nó đem lại thẩm mỹ đẹp cho con mày. Khi các bạn bàn ra thì khách hàng người ta rất là hài lòng bởi vì nhìn mày rất là chắc chắn, nó rất là kịp đấy. Mà chị em phụ nữ thì thích kịp khi tôi được chồng yêu đấy. Lại nói bay rồi. Bây giờ cái hạ cái nhỏ kéo 502 là gì không, hay là vấn đề vậy là bình thường, hay là mình có hàn khó gì nữa không? Có, mình cho vào đây thì năm kéo 502 đấy. À bây giờ mình dùng kéo 502 đào cù đâu nhỉ? Đây là cả cái đào cù trễ của mình. 502 đâu? Mấy khoán, mấy hàn, cả cái dòng khoan nhỏ. Đồ bàn với cái khoán này thôi. Là đây, các bác cho thường cho nó thì... Nhỏ. À, nhỏ 502 rồi. Cái này dùng sụp là có nhiều khi hớn nó hay đúng không? Hả? Có nhiều khi dùng sụp, có nhiều khi nó lại hớn. Không, sụp nó không ăn đâu. À, được. Dây vệ sinh này á, hôm nào mình sẽ chỉ cho các bạn cái nắp khay mặt này này, nó gãy hết ngàm rồi. Cũng có thể dùng dây vệ sinh nhét vào các cái kè này và dùng 502 này đu vào đấy, nó chắc như kiểu mà nhà sản xuất mình sản xuất luôn đấy. Đấy, sau khi sau này mình được cái bộ ngàm như thế này nhá. Đấy, bây giờ sạch ra được bẻ cống khu vực kìa, sau này đấy. Nó cứ bóng ráng đi cái không thể nào mà bung được, bung hay không là do mình chứ không phải là lỗi tại ai. Đấy, đi bạn vì biết tiếp về gì đấy?
Bạn mình làm như thế này thì mình làm sao bên bạn bên cơ ngã bạn được bộ vỏ cần đồng bán nghìn bá nữa. Cái đây là tùy. Giờ của mình là phải đồ chê, nếu như không đồ chê thì quay ngày không làm nhận lương. Đâu có đâu, bên mình vẫn nhận lương đều đặn mà. Hay là về nạp cho vợ hết rồi và không cho đồng nào à? Nhiều khi đi mất xá mất đô này nó. Các bác cứ bình tĩnh nhá, làm bình tĩnh cẩn thận nhá, đừng có nghỉ ngon ăn mà ẩu nhá. Ẩu là hỏng ấy, không ẩu được. Đây. Đây này nó gãy ấy. Nhưng mà không sao. Đây mình căn chỉnh như thế này. Móc nó vào đây. Căn chỉnh bề màu. Đây. Mục đích của nó là gì thì mình nói thẳng đó. Nếu như mà các bác không làm cái nhàm này cho nó ấy. Đây. Tạo cho nó một cái đâm nhàm này đi. Đây mình sẽ hàn nhàm. Rồi. Sau đây là mình sẽ tiến hành rất là nhàm. Làm rất là vất vả. Đòi hơi là đi hiểu biết một tí về đồ chế à? Về đồ chế trâu. Còn nếu mà không hiểu biết thì đừng có vội chế trâu, bởi vì nó sẽ làm không đồ của các bạn. Đấy. Cái này nhằm mục đích á. Mà khi các bạn mở ra cái quái này á, nó tạo đồ đàn hồi à? Không, nó giữ lại cái quái này à. Còn nếu mà các bạn không có còi móc một ngang này lại á, khi các bạn mở ra nó bị gãy thì nó cứ móc vào cái chân ngà này không làm sao mà lấy ra được à. Đấy, hoặc là có thể là các bạn bên là nó gãy luôn mà à. Bây giờ nó gãy cái này thì lại mình lại có cái chế khác à. Hôm sau mình lại chế cho các bạn thấy. Hôm nay mình xin đồng nắp cho các bạn nhìn thấy này. Đây là ngầm đến này. Ngầm đến ngày này. Đây là cái móc này. Một móc, hai móc này. Chế này. Bên dưới chế này. Đây, mình sẽ đồng vào này. Cái móc không đẹp như ngọc tinh thì cũng... Nên thật về các bạn nó cũng có cái gì hết được nữa đâu. Được biệt vợ bên Vinh cũng tinh ngọc mà. Bạn là ngọc tinh xó về tôi. Móc này nó rồi, ok các bạn thấy chưa, bây giờ rất là chắc chắn đó. Cái máy nó đầu đồng cái nắp bên trước để xem mọi người xem cái máy gọi như bài chắc chắn nha. Cảm ơn các bạn nha.